Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây hoa nhài trong khuôn viên gia đình ông Đỗ Ngọc Tuyển, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. Đây là vườn hoa nhài cổ thụ tư nhân đầu tiên ở Đồng Nai được công nhận cây di sản. Đây là vườn hoa nhài cổ thụ của gia đình ông Đỗ Ngọc Tuyển với diện tích rộng 1,6 ngàn m² được đầu tư tạo hình nghệ thuật độc đáo. Tại đây có trên 100 chậu cây hoa nhài cổ thụ được trồng với tuổi đời từ 50 đến trên 100 năm. Các cây hoa nhài của ông được trồng trên chậu kiển mang thương hiệu của thành phố Huế là chậu Huế Kiều Nhi đắp tay 100%. Vườn được nhà nước công nhận cây di sản Việt Nam nhờ hội tụ đủ các tiêu chí như cổ, kỳ, mỹ, văn. Tôi vô cùng hạnh phúc, vui mừng và đặc biệt là tự hào về những cái mà câu lạc bộ hoa nhài Việt Nam cùng tất cả những người yêu hoa nhài trong cả nước đã đạt được. Những cái sự kiện lịch sử này là một cột mốc vô cùng quan trọng đối với câu lạc bộ hoa nhài Việt Nam cũng như với các hội viên của câu lạc bộ. Hành trình mới sẽ mở ra cho chúng tôi một hướng đi mới, góp phần gìn giữ và nâng tầm cây hoa nhài trở thành một cây hoa thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Với mong muốn gìn giữ dòng hoa quý của Việt Nam, thỏa sức đam mê của mình, ông Tuyển đã đầu tư trên 10 tỷ đồng vào mô hình vườn cây hoa nhài 2 lá và 3 lá cổ thụ. Với sự đầu tư bài bản mang tính nghệ thuật cao, ông Đỗ Ngọc Tuyển, chủ nhiệm câu lạc bộ hoa nhài Việt Nam, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục với nội dung vườn cây hoa nhài 2 lá và 3 lá trồng chậu có số lượng cây nhiều nhất Việt Nam. Cái việc vinh danh cái cây di sản của chúng tôi ấy, nó có rất nhiều các cái ý nghĩa. Nó trước tiên là một cái cây đã được lâu năm ở Việt Nam, được hội chúng tôi cho công nhận là đã đạt các cái tiêu chí về cái loại cây là cây trồng hay là cái loại cây tự nhiên hay là một số các loại cây cảnh hoặc là cây có các cái giá trị về mặt văn hóa, về mặt môi trường, về mặt lịch sử khác mà được công nhận. Thế thì cây hoa nhài ở đây được công nhận thì trước hết là chúng tôi coi như đây là một cái đã đáng để được di truyền lại lâu dài, giữ lấy cái nguồn gen của một cái loài cây quý hiếm. Thế vì thế cho nên là trước hết là sẽ phát huy cái giá trị về mặt môi trường của nó, làm cho mọi người thấy rằng chúng ta có những cái cây hoa nhài quý hiếm. Việc vườn hoa nhài cổ thụ của ông Đỗ Ngọc Tuyển được công nhận cây di sản Việt Nam cũng tạo điều kiện cho những người yêu thích sưu tầm hoa nhài có cơ hội giao lưu, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp mọi người biết yêu quý thiên nhiên, môi trường và cách bảo tồn các loài hoa quý hiếm của Việt Nam.